Trong khi đó, mỗi khi đến triều cường, người dân tại các đô thị lớn lại thêm lo lắng. Được triều cường rằm tháng 7 âm lịch vừa qua, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ đã bị ngập nước khiến cho xe cộ chết máy, giao thông bị rối loạn. Theo dự báo, thì triều cường sẽ còn tiếp tục lên cao vào con nước rằm hoặc 30 những tháng tới. Điều đáng nói là dự báo năm nay, tình trạng ngập do triều cường sẽ nặng nề hơn. Mưa lớn kéo dài kết hợp cùng triều cường rằm tháng 7 âm lịch đã gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ vào những ngày đầu tháng 9. Đợt chiều này cao hơn cùng kỳ năm ngoái 4cm, đạt 1,89m, xấp xỉ báo động 2. Theo dự báo của ngành chuyên môn, triều cường sẽ tiếp tục dâng cao trong những con nước tiếp theo. Nước của cuối tháng 7 là nó đạt tầm từ 1m90 đến 1m95. Và con nước của rằm tháng 8 là nó từ 2m05 tới 2m1 là vượt báo động 3 khoảng 5 đến 10cm. Nói chung là khuyến cáo người dân là trong những giờ cao điểm về ngập lụt, tránh trường hợp những người dân là đi những vùng trũng thấp như những bờ hồ Quỳnh Cương, những vùng thấp nó dễ gây ngập lụt và chết máy và khó khăn cho phương tiện đi lại. Đợt ngập này khiến nhiều người bất ngờ do trước đây triều cường thường chỉ gây ngập các tuyến đường vào các đợt tháng 9, tháng 10 âm lịch. Theo chuyên gia nhận định, có nhiều nguyên nhân gây ngập nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ và nguy cơ ngày càng ngập sâu hơn. Cái mặt đất của mình đó do sử dụng nước ngầm nhiều đó và không quản lý tốt cho nên cái mặt đất nó bị lún xuống, lún ngày càng nhiều. Do đó thì nó làm tạo điều kiện cho thủy triều nó dâng lên. Cái thứ hai đó lại là cái biến đổi khí hậu nó cộng hưởng với nhau. Thành ra nó làm cho cái độ ngập ở Cần Thơ chúng ta ngày càng sâu hơn. Để hạn chế ngập lụt, hiện nay thành phố Cần Thơ đang triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước ở 32 tuyến đường nhằm tăng năng lực thoát nước khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, về lâu dài, cần có biện pháp chống sụt lún và củng cố hệ thống đê điều. Có như vậy mới đảm bảo việc chống ngập.